Wow, một gỗ luôn chim khâu. Wow. Wow, cả nhà nè, một gỗ luôn nè. Đổ vô xô đi chứ chị khác. Dạ, kính chào cô chú anh chị. Mình bữa nay Kha cũng đi bán vé số hồi hết sớm. Kha bữa nay đi Kha đi bắt cá cô chú mình. Rồi hồi hôm qua Kha cũng đi bán mớ, rồi chắc sáng bán cỡ 9 giờ mấy Kha hết. Bây giờ Kha đi kiếm cá đỡ cô chú mình ơi. Bây giờ mời cô chú mình xem Kha bắt cá như thế nào nhé. Ủa đấy cá nhóc quá trời luôn rồi, cá quá trời luôn cả nhà ơi, cô chú mình ơi, Kha cho sống thì bác hú cá lồng tổng không rồi. Hú quá trời luôn rồi. Cô chú mình ơi, cá nhiều quá, cá lồng tổng không. Hú chạy lên trên luôn. Hú nhiều quá. Cá lồng tổng. Nè cô chú mình ơi. Quá trời cá luôn. Tắt cho chú mình ơi. Được. Nó nhiều quá. Có lồng tổng rồi mấy. Ủa, ở đây con có bắt hả con? Hả? Ở đây con bắt có bắt không? Không hả? Cá rất là nhiều luôn. Xong bắt. Ủa có tép nữa. Nói trời. Ừ. Anh gì khác? Gì khác? Mình làm cái bờ ở đây nè, mình tắt qua đây nè. Nè. Mình tác qua đây nè, làm bờ ở đây nè, mình tác qua đây. Quá nhiều quá. Nhiều hàng không nè. Cá rô hả? Ừ, cá rô. Cá chê nữa. Cá chê hả? Con cá chê. Bự không? Bự. Đây cái nhà, chị Kha đang mò hang nha. Ừ, cá chê. Rồi nhỏ dính cá lóc rồi. Nè. Chê con. Cá chê hả? Bự không chị Kha? Nhỏ. Ừ. Ủa, hang hang sâu lắm hả? Sâu lắm. Có không? Không còn không nữa. Hai con cá lóc hả? Chê không. Vậy là nguyên ổ con cá chê rồi. Dính không?
Đây cái nhà mùa này á thì nói chung là khô hết trơn rồi. Cá nó dồn lại một chỗ. Chỗ này thì nó có nước. Ồ dính con rồi. Chỗ này thì có nước thì con cá nó tập trung chỗ này lại. Sâu lắm Đây hả? Ồ dạ gà gà nhóc kìa, gà nhóc kìa. Cá bự bự á, cái nhà thường thường hay vô hang nha. Ồ con cá đâu bự ha. Còn cá nhỏ nhỏ thì nó không có vô hang. Cá lóc, cá trê gì đó nó vô hang nhiều lắm. Dương rồi. Sao có dương? Cá nhiều quá thì sao? Quá trời con cá luôn. Cá phi nhiều như sao? Ủa cá lồng tông bự lắm kìa. ăn Cá lồng tông nhóc luôn. Ngồi nó dồn lại hết nè. ngon. Uống nó dùng lại có la mình đâu tệ ở đây nha ở trên mà ha xuống cho ngủ Quá trời con cá luôn. Ủa bên đây nhóc luôn chị Khao. Ừ nhiều lắm mẹ bên đây nữa. Ủa con hàng đấy chị Kha. Hàng nữa. Hàng cái gì á? Cái gì? Cá gì chị khác? Con Cá chê à? Ủa nó qua đi nhóc luôn gì không? Wow, quá đã luôn. Quá nhiều luôn chị Khâu. Cái gì á? Lóc luôn. Wow. Thì cái nhà quá trời luôn. Một nấm luôn gì ra.
Về dính cá tre gì vậy? Cá rô bự bự không chứ khá nè, nè cá rô, nè cá rô bự nè. Đó 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 đó. Đấy. Nè cá bự nè. Dính không? Ừ. Quá trời luôn. Con cá nó ngóp ở đây nhóc luôn nè. Mày cái nhà cá tập trung ở đây nhìn rất là đã luôn. Wow, một gỗ luôn chứ không. Wow. Vô luôn rồi. Ơ trời, nó trúng nữa. Một gỗ luôn. Nó bay vô mắt thôi. Chỉnh á. Một gỗ luôn cả nhà ơi, để vô. Wow, cả nhà nè, một gỗ luôn nè. Đổ vô xô đi nha chị Khang. Nó Đổ rồi. cũng thích. Đấy. Quá trời à. Nhiều đây đủ ăn luôn chị Kha. Ở dưới quê mình đó thì cá rất là nhiều luôn cả nhà. Mỗi lần như thời gian rảnh rỗi thì mình Này qua con chỗ cái nào mà nước nó cạn cạn hay mình bắt cái chị Kha hồi nãy con cái kia đâm chị nhất quá. chị hả. Rồi nhiêu đây được rồi chị Kha ơi, nhiều lắm rồi. Wow, một gỗ nữa cả nhà. Đi với nhà được như đây nè, rất là nhiều luôn nha. Thì cá vẫn còn nha, chứ bắt không hết đâu. Cá còn rất là nhiều luôn chị Kha ha. Nãy cô chú mình hay nãy Kha đi tác cá nãy được nhiêu nè cô chú mình, một chút xíu nữa Kha về nhà mời cô chú mình xem Kha làm món gì nhé, mời cô chú mình nhé. Dạ Kha xuống tắm cô chú mình ơi. Wow, quá trời luôn chị Kha. Ừ. Rồi bây giờ mình về chế biến nha chị Kha. Rồi. Đây.